chương 331, Thái Kinh có gian tế. Còn có mấy người ở Hạ Đô biết, chẳng lẽ nội ứng xuất hiện ở Hạ Đô là phụ mẫu của Dạ cung hoặc là đại bá của hắn, hay là nói là chính bản thân Dạ cung tên tiểu tử này là gian tế, ngươi là ai? Tại sao lại biết chúng ta? Dạ Côn thấp giọng hỏi, biểu tình kia quá tuyệt, tự như đang nói, ngươi khiến cho ta rất kinh ngạc, có đôi khi để cho địch nhân trang bức cũng là một loại thủ đoạn, để cho địch nhân bay lên trước, sau đó sẽ có cơ hội, quả nhiên khóe miệng nam nhân vào dạt đường công đắc ý, từ tốn nói, Ta đương nhiên biết hai người các ngươi là ai, còn biết tại sao các ngươi tới đây tại sao?" Dạ Côn trầm giọng hỏi, xem ra Thái Kinh Quả thật có nội ứng, sẽ là ai chứ? Nam nhân cười khẽ một tiếng, "Ta sẽ không nói cho các ngươi biết." Dạ Côn đột nhiên cười nói, "Nếu ngươi biết ta, hẳn cũng biết ta có thần kiến chứ, dĩ nhiên biết, vậy ngươi nhất định cũng biết y là kiếm đế, kiếm đế." Nếu là lúc trước, kiếm đế quả thật có thể khiến cho chúng ta e ngại, thế nhưng hiện tại, chúng ta cũng không sợ kiếm đế hắc bào nhân tự hồ có lòng tin đánh ngã kiếm đế vậy các ngươi sợ thần kiến không dạ côn làm sao cảm giác nam nhân này đang muốn bàn điều kiện với mình thấy nam nhân do dự một hồi dạ côn liền dám khẳng định này người này nhất định muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa cởi trói chúng ta ngồi xuống tâm sự dạ côn từ tốn nói nếu đều có mục đích vậy cũng không cần giả bộ nữa nam nhân cười khẽ một tiếng đều là dây thừng có thể trói được các ngươi sao chẳng qua ta muốn thăm dò một chút mà thôi dạ con cùng tuyệt thiên liếc nhau một cái hình như thật có chuyện như vậy hơi dùng lực một chút hai người liền giãy đứt dây thừng ra dạ con sờ lên cổ tay tò mò hỏi ngươi tên gì ngươi cứ gọi ta áo bào đen đi nam nhân từ tốn nói áo bào đen ngươi che mặt làm gì dạ con hỏi trên mặt không sạch sẽ mà thôi áo bào đen lạnh nhạt nói ra xem ra là không muốn để cho dạ con thấy tướng mạo thật của mình dạ con cảm thấy hoặc là mình biết tên này hoặc là y muốn tỏ ra thần bí hai vị vào lều vải tâm sự đi, áo bào đen nói xong cũng đi đến chiếc lều của mình, lều của y lớn nhất ở đây, chính là loại vừa nhìn liền biết dành cho lão đại dùng, trong lều rất đơn giản, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một cái giường, bên cạnh giường còn có một cổ quan tài nói thật dạ côn cũng rất bội phục vị áo bào đen này đặt một cái quan tài ở bên cạnh giường ngủ khẩu vị rất nặng a à. nếu ngươi đã biết hai chúng ta vậy thì nói thẳng mục đích đi dạ côn chủ động nói ra cảm giác lần này lại bị lừa rồi áo bào đen rót trà cho hai người thế nhưng dạ côn cùng tuyệt thiên đều không uống ai biết bên trong có thứ gì chẳng may lại bị trúng độc thì biết làm sao bây giờ áo bào đen nhìn hai người cười cười một mình uống trà kỳ thật ta muốn rất đơn giản áo bào đen trầm giọng nói ra chăm chú nhìn dạ côn cái gì ta chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh bị khống chế áo bào đen lộ ra biểu tình rất nghiêm túc dạ côn nhìn ánh mắt người nọ hình như không phải đang nói dối dạ cung đương nhiên muốn biết lý do tò mò hỏi ngươi rốt cuộc đang bị ai khống chế vận mệnh ngươi mạnh như vậy cộng với đám tiểu đệ này còn sợ bị người khống chế ư dạ cung ngươi không hiểu rõ tình huống thi lỗi của chúng ta đều bị hiểu lầm hiểu lầm các ngươi giết người cho thi ăn đây cũng là hiểu lầm sao dạ cung cảm thấy các ngươi đây là đang gạt người áo bào đen lạnh nhạt nói ra người chúng ta bắt đều là những kẻ tội ác tày trời bọn chúng không phải hạng người hiền lành gì tội ác tày trời thế nhưng ta nghe người khác nói khôi lỗi sư các ngươi rất khủng bố tại sao bây giờ ngươi lại nói như thế dạ côn hỏi táo bào đen trầm giọng nói ra muốn biết thật giả phải tận mắt thấy mới được người bên ngoài nói chúng ta rất khoa trương không sai chúng ta dùng người nuôi thi thể thế nhưng ta cảm thấy những người kia còn không bằng cả thi thể dạ côn cũng tán đồng câu nói này có vài người quả thật không bằng cả thi thể cho nên ngươi muốn thoát khỏi quân chủ khống chế áo bào đen cũng không có phản đối đúng vậy quân chủ lệnh cho chúng ta đến nơi này đóng quân nói rằng sẽ gặp dạ côn ngươi dạ côn không hiểu nổi gian tế bên phía thái kinh đến cùng là ai năng lực mạnh tin tức linh thông như thế quân chủ của các ngươi chuẩn bị khai chiến sao từ hiện tại đến xem, quả thật sẽ khai chiến, bằng không thì làm sao lại phái chúng ta đến tiền tuyến, ngươi muốn thoát khỏi quân chủ, nhưng quân chủ các ngươi làm sao biết tên của ta, chuyện này không có gì lạ, toàn bộ thịnh kinh đều biết sự tích dạ công ngươi, táo bào đen không có chút nào khoa trương, tuổi còn trẻ đã đạt đến kiếm hoàng, còn có thần kiến, có ai không biết, có lẽ thế lực bên ngoài ngũ nhạc cũng biết dạ công, dạ công sững sờ, không nghĩ tới uy danh của mình đều đã truyền đến thịnh kinh, chuyện này vốn là an bài cho đệ đệ, làm sao lại chạy đến chỗ mình rồi cây to đón gió a à? cho nên đây đều là do quân chủ các ngươi nói dạ cung tò mò hỏi đúng thế kỳ thật tuyệt thiên rất muốn nói ngươi làm sao biết ta tuyệt thiên ta mới đến không bao lâu chỉ mới đi cùng với dạ côn có mấy ngày người khác khẳng định không biết đến cùng là ai bại lộ hành tung của mình tâm tình tuyệt thiên có chút trĩu nặng xem ra rất có thể mình bị nhầm vào mà dạ côn còn tưởng rằng đây là chuyện bình thường cho nên cũng không có hỏi áo bào đen các ngươi làm sao biết tuyệt thiên nghe nói quân chủ các ngươi đối với các ngươi rất tốt dạ côn tò mò hỏi đối xử với bộ lạc quả thật không tệ, thế nhưng đối với chúng ta lại không có tốt như vậy. Ngoại trừ xuất chiến mới gọi chúng ta, chuyện khác đều sẽ không. Chủ yếu là bởi vì thân phận của chúng ta có chút đặc thù, không thích hợp xuất hiện ở trong một vài hoàn cảnh, cho nên chúng ta cũng xem như tay chân của ngũ nhạc, giúp đỡ diệt trừ tai họa nằm, Dạ công thấp giọng hỏi, cho nên ngươi mới muốn rời khỏi ngũ nhạc. đúng vậy, ngươi muốn đến Thái Kinh, ta cũng không muốn đến Thái Kinh. Táo Bào đen từ tốn nói, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ngoại trừ hai nơi này, những nơi khác đều được áo bào đen nhẹ nói ra ánh mắt mang theo đã trời tự hồ đã không muốn chiến đấu nữa dạ công tò mò hỏi nếu như ta đáp ứng ngươi ngươi muốn an bài như thế nào bản thân ngươi không thể rời đi sao nhất định phải là ta quy củ ở nơi này ngươi không hiểu nếu như ta trực tiếp đi như vậy sau này nửa bước khó đi mà dạ công ngươi là cơ hội duy nhất của ta cho nên ngươi rốt cuộc muốn an bài như thế nào dạ công trầm giọng hỏi ngươi nói úp úp mở mở như thế chính là đang giữ ta ta định thả các ngươi dạ công dừng một chút thả chúng ta các ngươi bắt chúng ta chỉ là muốn hỏi tình huống này đúng vậy ngươi là mục tiêu cũng là hy vọng của ta vậy y thì sao dạ côn hướng phía tuyệt thiên hỏi kỳ thật lúc đầu chỉ có một mình ngươi thế nhưng hôm qua tạm thời tăng thêm một người tuyệt thiên trầm giọng hỏi là ai nói cho ngươi biết chuyện của ta còn có mấy người ở hạ đô biết chẳng lẽ nội ứng xuất hiện ở hạ đô là phụ mẫu của dạ côn hoặc là đại bá của hắn hay là nói là chính bản thân dạ côn tên tiểu tử này là giang tế ngươi là ai tại sao lại biết chúng ta dạ côn thấp giọng hỏi biểu tình kia quá tuyệt như đang nói, ngươi khiến cho ta rất kinh ngạc, có đôi khi để cho địch nhân trang bức cũng là một loại thủ đoạn, để cho địch nhân bay lên trước, sau đó sẽ có cơ hội. Quả nhiên khóe miệng nam nhân vào dạt đường công đắc ý, từ tốn nói ta đương nhiên biết hai người các ngươi là ai, còn biết tại sao các ngươi tới đây, tại sao?" Dạ công trầm giọng hỏi, xem ra thái kinh quả thật có nội ứng, sẽ là ai chứ?" Nam nhân cười khẽ một tiếng. "Ta sẽ không nói cho các ngươi biết." Dạ công đột nhiên cười nói, "Nếu ngươi biết ta, hẳn cũng biết ta có thần kiến chứ, dĩ nhiên biết, vậy ngươi nhất định cũng biết y là kiếm đế, kiếm đế." "Nếu là lúc trước" Kiếm đế quả thật có thể khiến cho chúng ta e ngại, thế nhưng hiện tại chúng ta cũng không sợ kiếm đế, Hắc Bào Nhân tự hồ có lòng tin đánh ngã kiếm đế, vậy các ngươi sợ thần kiếm không? Dạ Công làm sao cảm giác, nam nhân này đang muốn bàn điều kiện với mình, thấy nam nhân do dự một hồi, Dạ Công liền dám khẳng định. Này người này nhất định muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, cởi trói, chúng ta ngồi xuống tâm sự, Dạ Công từ tốn nói, nếu đều có mục đích, vậy cũng không cần giả bộ nữa, nam nhân cười khẽ một tiếng, đều là dây thừng, có thể trói được các ngươi sao? chẳng qua ta muốn thăm dò một chút mà thôi dạ côn cùng tuyệt thiên liếc nhau một cái hình như thật có chuyện như vậy hơi dùng lực một chút hai người liền giãy đứt dây thừng ra dạ côn sờ lên cổ tay tò mò hỏi ngươi tên gì ngươi cứ gọi ta áo bào đen đi nam nhân từ tốn nói áo bào đen ngươi che mặt làm gì dạ công hỏi trên mặt không sạch sẽ mà thôi áo bào đen lạnh nhạt nói ra xem ra là không muốn để cho dạ công thấy tướng mạo thật của mình dạ công cảm thấy hoặc là mình biết tên này hoặc là y muốn tỏ ra thần bí hai vị vào lều vải tâm sự đi áo bào đen nói xong cũng đi đến chiếc lều của mình lều của y lớn nhất ở đây chính là loại vừa nhìn liền biết dành cho lão đại dùng trong lều rất đơn giản cũng không có gì đặc biệt chỉ có một cái giường bên cạnh giường còn có một cổ quan tài Nói thật, Dạ Côn cũng rất bội phục vị áo bào đen này, đặt một cái quan tài ở bên cạnh giường ngủ, khẩu vị rất nặng a, à. nếu ngươi đã biết hai chúng ta, vậy thì nói thẳng mục đích đi, Dạ Côn chủ động nói ra, cảm giác lần này lại bị lừa rồi. Áo bào đen rót trà cho hai người, thế nhưng Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên đều không uống, ai biết bên trong có thứ gì, chẳng may lại bị trúng độc thì biết làm sao bây giờ? Áo bào đen nhìn hai người cười cười, một mình uống trà, kỳ thật ta muốn rất đơn giản, áo bào đen trầm giọng nói ra, chăm chú nhìn Dạ Côn, cái gì, ta chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Áo bào đen lộ ra biểu tình rất nghiêm túc, Dạ Côn nhìn ánh mắt người nọ, hình như không phải đang nói dối dạ con đương nhiên muốn biết lý do tò mò hỏi ngươi rốt cuộc đang bị ai khống chế vận mệnh ngươi mạnh như vậy cộng với đám tiểu đệ này còn sợ bị người khống chế ư dạ con ngươi không hiểu rõ tình huống thi lỗi của chúng ta đều bị hiểu lầm hiểu lầm các ngươi giết người cho thi ăn đây cũng là hiểu lầm sao dạ con cảm thấy các ngươi đây là đang gạt người áo bào đen lạnh nhạt nói ra người chúng ta bắt đều là những kẻ tội ác tày trời bọn chúng không phải hạng người hiền lành gì tội ác tày trời thế nhưng ta nghe người khác nói khôi lỗi sư các ngươi rất khủng bố tại sao bây giờ ngươi lại nói như thế dạ côn hỏi áo bào đen trầm giọng nói ra muốn biết thật giả phải tận mắt thấy mới được người bên ngoài nói chúng ta rất khoa trương không sai chúng ta dùng người nuôi thi thể thế nhưng ta cảm thấy những người kia còn không bằng cả thi thể dạ côn cũng tán đồng câu nói này có vài người quả thật không bằng cả thi thể cho nên ngươi muốn thoát khỏi quân chủ khống chế áo bào đen cũng không có phản đối đúng vậy quân chủ lệnh cho chúng ta đến nơi này đóng quân nói rằng sẽ gặp dạ côn ngươi dạ côn không hiểu nổi gian tế bên phía thái kinh đến cùng là ai năng lực mạnh tin tức linh thông như thế quân chủ của các ngươi chuẩn bị khai chiến sao từ hiện tại đến xem quả thật sẽ khai chiến bằng không thì làm sao lại phái chúng ta đến tiền tuyến ngươi muốn thoát khỏi quân chủ nhưng quân chủ các ngươi làm sao biết tên của ta chuyện này không có gì lạ toàn bộ thịnh kinh đều biết sự tích giả dạ con ngươi táo bạo đen không có chút nào khoa trương tuổi còn trẻ đã đạt đến kiếm hoàng còn có thần kiến có ai không biết có lẽ thế lực bên ngoài ngũ nhạc cũng biết dạ côn dạ côn sững sờ không nghĩ tới uy danh của mình đều đã truyền đến thịnh kinh chuyện này vốn là an bài cho đệ đệ làm sao lại chạy đến chỗ mình rồi cây to đón gió a à, cho nên đây đều là do quân chủ các ngươi nói dạ công tò mò hỏi đúng thế Kỳ thật Tuyệt Thiên rất muốn nói, ngươi làm sao biết ta, Tuyệt Thiên ta mới đến không bao lâu, chỉ mới đi cùng với dạ công có mấy ngày, người khác khẳng định không biết đến cùng là ai bại lộ hành tung của mình. Tâm tình Tuyệt Thiên có chút trĩu nặng, xem ra rất có thể mình bị nhầm vào, mà dạ công còn tưởng rằng đây là chuyện bình thường, cho nên cũng không có hỏi áo bào đen, các ngươi làm sao biết Tuyệt Thiên, nghe nói quân chủ các ngươi đối với các ngươi rất tốt, dạ công tò mò hỏi đối xử với bộ lạc quả thật không tệ, thế nhưng đối với chúng ta lại không có tốt như vậy. Ngoại trừ xuất chiến mới gọi chúng ta, chuyện khác đều sẽ không. Chủ yếu là bởi vì thân phận của chúng ta có chút đặc thù, không thích hợp xuất hiện ở trong một vài hoàn cảnh, cho nên chúng ta cũng xem như tay chân của ngũ nhạc, giúp đỡ diệt trừ tai họa nằm. Dạ công thấp giọng hỏi cho nên ngươi mới muốn rời khỏi ngũ nhạc. đúng vậy, ngươi muốn đến Thái Kinh, ta cũng không muốn đến Thái Kinh. Táo Bào đen từ tốn nói, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ngoài trừ hai nơi này, những nơi khác đều được áo bào đen nhẹ nói ra ánh mắt mang theo đã rời tự hồ đã không muốn chiến đấu nữa dạ công tò mò hỏi nếu như ta đáp ứng ngươi ngươi muốn an bài như thế nào bản thân ngươi không thể rời đi sao nhất định phải là ta quy củ ở nơi này ngươi không hiểu nếu như ta trực tiếp đi như vậy sau này nửa bước khó đi mà dạ công ngươi là cơ hội duy nhất của ta cho nên ngươi rốt cuộc muốn an bài như thế nào dạ công trầm giọng hỏi ngươi nói úp úp mở mở như thế chính là đang giữ ta ta định thả các ngươi dạ công dừng một chút thả chúng ta các ngươi bắt chúng ta chỉ là muốn hỏi tình huống này đúng vậy ngươi là mục tiêu cũng là hy vọng của ta vậy y thì sao dạ côn hướng phía tuyệt thiên hỏi kỳ thật lúc đầu chỉ có một mình ngươi thế nhưng hôm qua tạm thời tăng thêm một người tuyệt thiên trầm giọng hỏi là ai nói cho ngươi biết chuyện của ta chương 332, đến thịnh kinh áo bào đen đứng chắp tay nói khẽ ta cũng không biết chỉ là qua thông tri một tiếng bất quá có thể tìm tới chúng ta vậy hẳn là người của quân chủ tuyệt thiên đều muốn bức bách tên áo bào đen này một chút cảm giác mình bị nhầm vào nguyên bản tuyệt thiên chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ đối phó dạ côn Thế nhưng hiện tại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, dường như từ nơi sâu xa có người đang kiếm chuyện chẳng lẽ là nhằm vào lão tôn thượng, vậy liền không thể qua loa, vì diện này quả thật không đơn giản, vẫn nên cẩn thận điều tra mới được, nói không chừng là tên đầu trọc bên cạnh kiếm chuyện, hẳn không phải, hôm qua đến giờ vẫn ở cùng nhau, căn bản không rảnh đi làm những chuyện này, sau khi thả chúng ta, tiếp theo làm gì? Dạ công tò mò hỏi, táo bạo đen ngước đầu nhìn lên, thở dài một hơi ngươi hẳn có thể ngăn cản trận chiến này, dạ công dừng một chút, trầm giọng nói ra, chuyện như vậy ta sao có thể đánh cược chuyện giữa ngũ nhạc cùng thái kinh không phải ta có thể quyết định bọn họ thật muốn đánh ta cũng không có cách nào mà lần này ta chỉ có thể tận lực tránh cho chiến tranh xảy ra áo bào đen đương nhiên biết tận lực là được rồi chúng ta có biện pháp giả dạ, công nhẹ gật đầu nhìn tuyệt thiên bên cạnh một chút sau ngươi không nói gì hết vậy được vậy chúng ta đi trước tùy tiện áo bào đen mang theo ý cười nói ra thậm chí người bên cạnh còn dắt ngựa đi qua Dạ công cảm giác mấy người ngủ nhạc này quá kỳ quái, vừa đến đã như thế, làm cung ca ta hồ đồ rồi, dạ công cùng Tuyệt Thiên quyết định vẫn nên đi trước, hai người đều không muốn bại lộ thực lực, bị đối phương phát hiện, lên ngựa, hai người liền một đường chạy đi, nhìn bóng lưng của hai người dần dần đi xa, áo bào đen đứng đấy không hề động, lão đại, ngươi nói bọn hắn có thể ám sát quân chủ không? Áo bào đen lạnh nhạt nói ra, bọn hắn có thể thủ tiêu quân chủ hay không ta không biết thế nhưng quân chủ khẳng định sẽ thủ tiêu bọn hắn vậy xem ra lần này chúng ta xuất hiện ở đây vẫn có chút hữu dụng áo bào đen không nói chuyện kỳ thật quân chủ không nói gì thậm chí cũng không biết bọn họ ở đây thế nhưng áo bào đen quả thật thu được tình báo dạ công cùng tuyệt thiên sẽ xuất hiện ở chỗ này có thể gặp hay không liền phải xem vận khí về phần tại sao phải nói ra những chuyện này chính là muốn để dạ côn biết quân chủ biết tất cả mọi chuyện muốn giết chết ngươi mặc dù không biết sẽ thành công hay không nhưng hạt giống này đã gieo xuống hiện tại chỉ cần đợi kết quả mặc kệ kết quả như thế nào khai chiến đã là chuyện cá nằm trên thất đưa thi lỗi lên chiến trường chính là một chuyện tuyệt vời biết bao lúc này dạ côn cùng tuyệt thiên hãm tốc độ lại dạ côn trầm giọng nói ra ta quên mất một chuyện nhìn biểu lộ ngưng trọng của dạ côn tuyệt thiên nghi hoặc hỏi chuyện gì ta quên mút nước tuyệt thiên cảm thấy mình đi cùng với dạ côn trước sau gì cũng sẽ đoản mệnh nhìn biểu tình của tuyệt thiên dạ côn cười nói mặc dù có chút ý đùa dẫn nhưng chúng ta thật không có nước cho người chết khác dù gì ta cũng không cần đám người kia không có lòng tốt dạ côn nói lần nữa đương nhiên bọn họ muốn tự do đây vốn là chuyện không thể nào cho nên mục đích khẳng định không phải là muốn tự do, muốn gạt công ca, làm sao có thể dễ dàng như vậy, không biết hiện tại công ca vô cùng đang nghi sao, tuyệt thiên trầm giọng nói ra, Mặc kệ bọn chúng muốn làm gì, thế nhưng đều biết thân phận của chúng ta, đây mới là trọng điểm, đúng vậy, đến cùng là ai tiết lộ thân phận của chúng ta cho bọn họ biết, ai là nội ứng của bọn chúng, Tuyệt Thiên rất muốn biết sự tồn tại của mình tại sao lại bị phát hiện, dạ con bị bán đó là chuyện bình thường, dù sao hắn đã ở Thái Kinh lâu như vậy, hai người đi không bao xa, thế giới trước mắt trở nên sáng sủa lên, phản phất giống như mới từ trong một cái kết giới hắc ám đi ra vậy, những người này quả thật rất lợi hại, dạ cung quay đầu từ tốn nói, Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu trên chỉnh thể thực lực tới nói quả thật rất lợi hại còn cao hơn bên kia mấy cấp bậc cũng không biết ngoài ngũ nhạc ra còn có nhân vật lợi hại nào nữa không tuyệt thiên tò mò thì thầm một tiếng kỳ thật bản thân cũng không rõ ràng lắm dù sao tới tương đối gấp không điều tra rõ ràng mọi chuyện được chỉ biết tình huống đại khái ở thái kinh và dạ côn cũng rất tò mò Đúng vậy, đông u lớn như vậy, Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc chỉ là một bộ phận nho nhỏ trong đó, bất quá lần này ngươi còn muốn giết tên quân chủ kia sao?" Dạ Cung quay sang hỏi, "Nguyên bản chuyện không có lại diễn giống như là thật nhất định, đến lúc đó đừng nói chúng ta đi cùng nhau đấy." Dạ con làm ra dáng vẻ ta không quen ngươi, Tuyệt Thiên cười ha ha, "Hiện tại chúng ta là người ngồi cùng một thuyền." Dạ Cung sững sờ, lập tức cười to lên, "Tuyệt Thiên ta đảm đương vị trí đầu não, thế nhưng hai ngày nay, trí thông minh của mình lại bị tên đầu trọc này chà đạp." chuyện này trước ghi lại đến lúc đó hãy tiếp nhận ngọn lửa trả thù của tuyệt thiên ta đi dùng cái đầu trọc của ngươi ma sát xuống đất nhìn thử xem nó dày bao nhiêu mẹ nó không cưỡi nữa tuyệt thiên khó chịu tức giận nói ra dạ côn bất đắc dĩ nói không phải chứ chỉ đùa một chút ngươi liền tức giận nằm nhân có thể độ lượng một chút không chỉ thấy tuyệt thiên sờ sờ ngực lấy ra một tấm thảm bay màu đỏ lơ lửng trong hư không dạ cung sững sờ tuyệt thiên đã ngồi lên từ tốn nói ta chỉ nói không cưỡi thôi đi không phải chỉ là pháp khí thôi sao làm như không ai có vậy ta mới không thèm ngồi lên cái thảm bay của ngườm lúc sau tuyệt thiên thảm bay này của ngươi bay rất cao a à, tốc độ không tệ còn nữa không cho ta một tấm đi lần sau ta mang thê tử ta bay cùng cho các nàng mở mang kiến thức tuyệt thiên xem ra dạ côn quả thật không biết gì cả nếu như cho hắn biết thê tử của hắn là nữ nhi của lão tôn thượng đoán chừng có thể hù chết hắn luôn bất quá sau khi tiếp xúc hai ngày tuyệt thiên cảm thấy dạ côn cũng không phải người xấu từ cách đối đãi với phụ mẫu liền có thể nhìn ra vẫn rất hiếu thuận nhưng muốn làm con rể của lão tôn thượng thật khiếm khuyết hỏa hầu còn quá trẻ mặc kệ là phương diện nào thiện lương đều không có ích lợi gì ngươi vì người khác chính là đang thương tổn tới mình côn ca không có hoành nguyện chinh phục thế giới chỉ muốn dùng thực lực của mình bảo hộ gia đình sau đó có thể giúp được ai thì giúp để cho thế nhân biết trong loạn thế vẫn có người tốt không muốn hủy diệt lương tri của bản thân sinh hoạt đều tràn ngập hắc ám tốc độ thảm bay rất nhanh thậm chí còn nhanh hơn cả lôi minh mã giả công nhìn thấy rất nhiều bộ lạc muốn đáp xuống tiến hành trao đổi với bọn họ nhưng tuyệt thiên tự hộ rất đang gấp không muốn hạ súng, ngẫm lại cũng dũng, vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, về nhà báo bình an. Trên đường đi, Dạ Côn không có phát hiện mấy cái thành trì ra dáng, cho dù có, cũng chỉ là loại tiểu trấn giống như ở Thái Kinh, không lớn bao nhiêu, thế nhưng số lượng lại rất nhiều, mặc dù dùng thảm bay, nhưng cũng phải mất hai ngày Dạ Côn mới nhìn thấy được bóng dáng của thịnh. Chương 333: Thức ăn rất đặc biệt. Mặc dù chỉ là hình dáng mơ hồ, nhưng Dạ Côn cũng cảm thấy nó rất hùng vĩ, còn ngưu bức hơn cả Thái Kinh, liền nói thành tường kia, còn cao hơn Thái Kinh gấp đôi, hơn nữa đều là màu vàng kim, ngũ nhạc có tiền như vậy sao? thế mà có thể trang trí toàn bộ tường thành, cần phải dùng bao nhiêu kim phấn chứ, ngẫm lại những tiểu trấn trách rưới kia, còn có mấy bộ lạc không đủ quần áo để mặc, đúng là sĩ diện, còn không bằng làm vài việc có ích. Khi đến gần thịnh kinh, hai người hạ xuống, không có ý định trực tiếp dết vào hoàng cung, ngũ nhạc này quá loè loẹt, nhìn tường thành cao ngất kia, dạ công nhìn không được trêu chọc một tiếng, cũng chỉ có ở trên trời mới có thể nhìn thấy thịnh kinh khổng lồ, đứng trên mặt đất kỳ thật cảm giác không khác thái kinh là bao, tuyệt thiên không nói chuyện, một mực đang suy nghĩ một vấn đề càng ngày càng tới gần cửa thành người trên đường cũng nhiều hơn thế nhưng già dạ côn phát hiện phần lớn người đều ăn mặc trách rưới có rất ít người ngăn nắp gọn gàng trừ mình và tuyệt thiên ra thậm chí còn trông thấy không ít người của bộ lạc dùng vải cuốn quanh thân mặc kệ là nam nữ già trẻ đều như thế thế nhưng già dạ côn phát hiện dưới chân của họ đều đỏ rần những người này trên cơ bản đều đi chân trần từ khi sinh ra đã như thế hơn nữa ở xung quanh thịnh kinh không có tiểu trấn và bộ lạc cho nên bọn họ phải lặn lội đường xa mới có thể đến thịnh kinh ở thái kinh có phi thuyền thế nhưng nơi này căn bản không có nhìn đội ngũ xếp hàng vào thành thật dài và dạ côn đều muốn chen ngang thế nhưng nẫm lại vẫn thôi mình đại biểu cho thái kinh chen ngang cũng không phải hành động tốt đẹp gì thế nhưng không chen ngang đoán chừng phải xếp hạng đến vài ngày sau đội ngũ này không ngắn hơn nữa tốc độ tiến lên phi thường chậm chỉ thấy tuyệt thiên sau lưng đột nhiên đi ra đội ngũ thẳng tiến phía trước dạ côn không ngăn được được rồi được rồi không phải côn ca ta không muốn xếp hàng mà là do tuyệt thiên làm loạn cho dù đi đến cửa thành, hai người đều đi gần một canh giờ, còn phải tiếp nhận ánh mắt khác thường của mấy người xếp hàng, cửa thành có hơn trăm tên hộ vệ, ở bên cạnh còn có khôi lỗi, đây là lần đầu tiên dạ cung nhìn thấy khôi lỗi chân chính, nhìn bề ngoài tựa hồ làm bằng sắt, nhưng mỗi con khôi lỗi đều rất cao lớn, mang theo mùi máu tươi dày đặc, cộng thêm số lượng khá nhiều, cho người ta một loại khí thế bất phàm, cũng không biết những đại gia hỏa này như thế nào, hẳn đều là loại bình thường nhất đi, nhìn những hộ vệ kia, dạ cung cảm giác mình đây là muốn kiếm chuyện, đều là do tuyệt thiên làm loạn, hết cách, nguyên bản còn muốn điệu thấp vào thành, hiện tại chỉ có thể lộ ra thân phận, không giả nữa ngã bài trong lúc dạ côn dự định lộ ra thân phận của mình một tên thủ vệ chậm rãi đi tới nguyên bản sắc mặt kéo căng dần dần thư giãn xuống thậm chí mở hàng rào bên cạnh ra mời thủ vệ cung kính một tiếng dạ côn cùng tuyệt thiên sững sờ thế này liền được vào rồi chẳng lẽ ý tưởng mình là quý tộc ở trong thành quả thật là như thế phóng nhãn toàn bộ người ở đây nào có ai ăn mặc tốt như dạ côn cùng tuyệt thiên thậm chí người vào thành còn phải tiếp nhận kiểm tra cởi sạch quần áo ra sau đó đứng ở bên cạnh dùng nước tắm rửa sạch sẽ tóc giơ giấy bẩn thiểu còn phải cắt đứt nếu như quần áo quá cũ nát thì phải thay mới về phần quần áo mới thì thủ vệ đã chuẩn bị sẵn thế nhưng sau khi vào thành phải làm lao động tay chân gán nợ vô điều kiện cho đến khi trả hết nợ mới thôi dạ cung thấy phương thức vào thành này có hơi quá thái kinh còn không đến mức như vậy đúng là xem người như ký sinh trùng a một ngũ nhạc như thế nếu như chiến tranh xảy ra bọn họ thật có sức chiến đấu sao dạ cung cùng tuyệt thiên không có dừng lại một đường tiến vào thịnh kinh xuyên qua cửa thành thật dài quả thật rất dài chuyện này cũng có thể nói rõ tường thành ngũ nhạc quả thật rất kiên cố hiếu thắng gấp đôi thái kinh xem ra chuyện gì cũng mạnh hơn thái kinh gấp đôi xuyên qua cửa thành thật dài hiện ra ở trước mắt chính là đủ loại đèn lồng dạ côn rất tò mò chẳng lẽ ngũ nhạc cũng có tiết khánh nguyên sao càng đi sâu vào càng cảm thấy giống như về tới thái kinh tất cả phòng ốc đều là một kiểu hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn thái kinh chế tạo thành thậm chí còn có một vài nơi tốt hơn thái kinh tổng thể phồn hoa hơn thái kinh nhưng đây đều là giả tượng mà thôi toàn bộ ngũ nhạc cũng chỉ có cái đô thành có thể lấy ra những nơi khác thật không được đi đi ăn cơm trước dạ Cung đề nghị hiện tại rất đói bụng Tuyệt Thiên không có phản đối, bởi vì quả thật có hơi đói, hai người không cần đi xa, chọn một tiệm ăn ở gần đó, gọi một vài món ăn đặc sắc của ngũ nhạc và dạ cung nhìn vào thực đơn, cũng không biết đây là món ăn gì, tỉ như. Hắc sắc thiên không? Đây là món ăn gì, còn có hoàng sắc luyện ngục? Hồng sắc lưu hải? Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ, dạ cung rất hiếu kỳ, sau khi món ăn được đưa lên, vẻ mặt của dạ cung cùng Tuyệt Thiên là như vậy. Hắc sắc thiên không chính là một đống côn trùng màu đen, dạ cung vừa thấy liền muốn phun, hoàng sắc luyện ngục càng lợi hại hơn, tự như một loại côn trùng nhảy trong ruộng lúa chân thật dài có màu vàng hồng sắc lưu hải nếu như nhà xí có màu trắng như vậy chẳng qua là màu sắc khác nhau mà thôi quẹ dạ côn nhìn không được hồng sắc lưu hải này còn sống thế mà còn đang động nhìn người bên cạnh một chút thế mà từng ngụm từng ngụm ăn nhắm nuốt khóe miệng lưu lại chất lỏng màu đen dạ côn cũng không nhìn được nữa chạy ra ngoài mà tuyệt thiên nuốt một ngụm nước bọt những món này thoạt nhìn hình như rất có dinh dưỡng nhìn không được kẹp lên một đám hát sắc thiên không bỏ vào trong miệng răng rắc giòn rất thơm dạ con vừa trở lại nhìn thấy tuyệt thiên lộ ra dáng vẻ say mê y thế mà đang ăn hát sắc thiên không trời ạ à, nhất định phải nói cho thê tử tuyệt thiên nghe tên tuyệt thiên này thực sự quá hung tàn người như thế nào dám hạ khẩu phàm là người bình thường đều sẽ không ăn tự như con ca ta đánh chết cũng sẽ không ăn mấy thứ này món này thật không tệ tuyệt thiên chỉ hát sắc thiên không nói ra dạ con đều không muốn nhìn nhìn liền buồn nôn đều đã ráng qua rất giòn không có mùi lạ cho dù ngươi thổi tới bầu trời ta cũng sẽ không ăn cho dù dạ công ta chết đói đâm chết trên tường thành đều sẽ không ăn những thức ăn này tuyệt thiên hừ một tiếng không ăn thì thôi vậy ngươi còn muốn ra ngoài làm gì đều không biết hưởng thụ mỹ thực gì vực thứ này có quan hệ với mỹ thực à nhìn liền buồn nôn ngươi còn ăn vui vẻ như vậy ta nhất định phải nói cho thê tử ngươi nghe để sau này thê tử của ngươi không thèm hôn môi ngươi nữa ngươi có thể thử một chút ta cũng sẽ nói cho ngươi thê tử nghe ta lại không ăn ta đứng ra bảo chứng ngươi ăn dạ cung nhìn tuyệt thiên thủ tiêu hắc sắc thiên không chỉ còn lại một con cuối cùng thật ngon không lừa ngươi tuyệt thiên nhìn dạ cung nghiêm túc nói Dạ cung nhíu chặt lông mày, cảm thấy tuyệt thiên có một câu nói rất đúng, nếu tới, liền phải hưởng thụ mỹ thực nơi đó, chương 334, người Thái Kinh. Cho nên dạ cung nhắm mắt lại, nhét hát sắc thiên không vào trong miệng, vẻ mặt cứng đờ, hung hăng nhai, ôi, không tệ nha, giống như tuyệt thiên nói, không có có mùi lạ, lại vô cùng giòn, thậm chí còn có vị ngọt, đậu xanh, sao có thể thơm như vậy. Ông chủ, cho thêm một phần hát sắc thiên không, dạ cung hướng phía tiểu nhị hô to, có ngay, tuyệt thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn dạ cung, nhìn cái gì vậy, tới liền phải thử một chút, vừa rồi ngươi còn nói, ha ha, Dạ con quyết định thử hoàn sắc luyện ngục một, một chút nhét vào trong miệng nhai giòn giòn thơm thơm thậm chí nhai ra nước vẫn thơm chỉ là có hơi sền sệt còn về phần hồng sắc lưu hải ngại quá thật sự không thể hạ khẩu ngay cả tuyệt thiên cũng không hạ khẩu được tiểu nhị bưng hát sắc thiên không tới cười nói hai vị khách quan hồng sắc lưu hải này chính là món ăn chiêu bài của tiệm chúng ta đây là hương trùng sống ở trong ruột cây dùng vỏ cây làm thức ăn có thể mắc sáng để cao khứu giác tin ngươi mới lạ côn ca ta nói không ăn sẽ không ăn thế nhưng tuyệt thiên tin thật đúng là dùng thì múc lên sau đó nhét vào trong miệng khóe miệng còn ngậy ngoạ muốn buồn nôn bao nhiêu liền buồn nôn bấy nhiêu nhìn tuyệt thiên nhắm mắt lại nhắm nuốt trên mặt dần dần biến thành biểu lộ hưởng thụ cuối cùng nói ra không tệ thấy tuyệt thiên đều nói không tệ dạ cung quyết định thử một chút thế nhưng lại không dùng đồ vật ở nơi này mà dùng những thứ thê tử đã chuẩn bị trước tuyệt thiên nghi hoặc nhìn dạ cung lấy ra bát đổ hoàn toàn mới múc một muỗng hồng sắc lưu hải dạ cung nhắm mắt lại nhét vào trong miệng loại cảm giác này như thế nào nhỉ tự như tắm gội trong ánh nắng mùa xuân toàn thân đều được tẩy lễ dễ chịu a à. đám người ngủ nhạc thật biết ăn dần dần ba món ăn thấy đấy dạ côn cùng tuyệt thiên còn chưa đã ngứa bất quá tuyệt thiên tò mò hỏi tại sao ngươi lại lấy ra bát đổ mới dạ côn mím môi nói ra bộ lạc ở chỗ này ăn thịt người tuyệt thiên sững sờ lại nhìn về phía mấy người bên cạnh hình như có vài người thổ dân mặc dù đổi quần áo cũng không che giấu được cổ khí chất đặc biệt kia lại nhìn bát đổ bọn họ dùng giống mình như đúc ánh mắt tuyệt thiên sắp phun lửa nhìn dạ côn nói ra sao ngươi không nói sớm ngươi lại không hỏi sớm quẹ tuyệt thiên nhìn không được bộ dáng giống như dạ côn vừa rồi vậy chạy ra ngoài dạ côn than nhẹ một tiếng đấu với ta ngươi còn quá trẻ tuổi dạ công lẳng lặng chờ đợi quay đầu nhìn thoáng qua tên tuyệt thiên này tại sao lại nôn lâu như vậy nhìn không được nhìn thoáng qua cửa cmn thế mà chạy tên không biết xấu hổ này khách quan số tiền kia hỏa nhãn kim tinh của tiểu nhị liếc mắt một cái thấy ngay hai người này ăn mặc không tệ nhưng cảm giác tự như đến ăn cơm chùa trên người dạ công nào có tiền đều bị cha cầm đi ngươi thấy người vừa rồi chạy đi không dạ công nghiêm túc nói thấy cho nên ngươi phải trả tiền tiểu nhị làm ra dáng vẻ ngươi tưởng ta là thằng ngốc ư loại người như ngươi ta đã gặp nhiều dạ công trầm giọng nói ra ngươi nên đi tiền y không có tiền đúng không gặp quan phủ ngũ nhạc này thế mà cũng có quan phủ đúng là sao chép toàn bộ mọi thứ ở thái kinh tuyệt thiên chết tiệt ngươi thế mà không biết xấu hổ đến như vậy chờ đấy được vậy ngươi liền gọi quan phủ đến đi dạ, công dứt khoát đi vào ngồi chờ tiểu nhị ngẩn người ngươi tường rằng ta không dám sao nói xong liền chạy đi không bao lâu sau người của quan phủ đến ngay cả quần áo cũng giống quan phủ thái kinh như đúc ngũ nhạc các ngươi không có đặc trưng riêng sao ai quan gia chính là tên tiểu tử này ăn xong còn muốn quỵt ăn côn trùng xong còn muốn quỵt dạ côn côn ca thật là khó a à, bắt hắn lại dạ côn đưa tay hô chờ một chút ngươi tưởng ngươi là ai bắt lại ta là ngựa sử từ thái kinh tới ta muốn gặp quân chủ dạ côn trực tiếp bày ra thân phận quả nhiên lập tức trấn trụ người xung quanh côn ca hoặc là không trang bức hoặc là sẽ trang một đợt bức lớn thì vệ đột nhiên cất tiếng cười to người từ thái kinh tới ha ha, ha cười chết ta rồi hiện tại ăn quỵt còn muốn giả mạo người thái kinh chẳng lẽ ngươi không biết người thái kinh tới thịnh kinh chỉ có một cái hạ tràng thôi sao nói đến câu sau vẻ mặt thì vệ dần dần trở nên băng lạnh lên dạ công thậm chí cảm giác khách nhân xung quanh đều không được bình thường tình huống gì đây không thích hợp giết hắn chỉ thấy thị vệ gầm thét một tiếng thổ dân xung quanh lập tức bạo phát mỗi người đều là nhân vật cấp bậc kiếm hoàng so sánh ra những thị vệ này liền yếu đi rất nhiều xem ra sống trong hoàn cảnh ác liệt nhất cho dù người bình thường cũng sẽ biến thành cao thủ ta là ngự sử các ngươi làm như vậy là đang chọn chiến tranh dạ côn quát lớn nhưng mà căn bản không có ai nghe dạ côn nhìn thấy dạ côn liền giống như nhìn thấy cừu nhân giết cha vậy ngay cả tên tiểu nhị vừa rồi đều cầm lấy ghế gỗ đập tới dạ côn thật không hiểu vì sao những người này lại căm hận người thái kinh như thế ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên chiếc nhẫn dạ côn định triệu hoán thần kiến ra trang bức để ngũ nhạc quân chủ biết mình tới thế nhưng ngẫm lại liền thôi lúc này triệu hoán thần kiến liền giống như đang tuyên chiến bất quá những người này nên giải quyết thế nào giả dạ công dĩ nhiên sẽ không giết bọn họ thế nhưng một quyền một người vẫn không thành vấn đề người đi đường liên tục nhìn thấy bóng người từ trong tiệm bay ra động tỉnh huyên náo rất lớn tại cách đó không xa tuyệt thiên hừ lạnh một tiếng muốn chơi tuyệt thiên ta ngươi còn non lắm không bao lâu nội thành hộ vệ đều tới tiểu quỷ khó dây dưa cuối cùng dạ côn cũng nhìn thấy một tên nam nhân mặc khô giáp chính quy ta là ngự sử thái kinh đến đây gặp quân chủ các ngươi ngự sử thái kinh nam nhân âm u nói ra không sai giết nam nhân nhất thời rút đao hướng phía giả dạ công quát dạ công nguyên bản còn tưởng rằng tới một kẻ giảng đạo lý kết quả vẫn là một tên không giảng đạo lý thậm chí còn hung tàn hơn chỉ thấy đám thị vệ này móc một quả thiết cầu từ trong túi ra sau đó ném xuống mặt đất một tầng khói mù nở rộ chỉ thấy hơn 10 khối lỗi xuất hiện ở trước mắt dạ công đám khối lỗi bằng sắt đen nhánh hình thể hơi to có đầu có tay có chân, chẳng qua là thân thể hơi bành trướng, nhưng giả công phát hiện, khí tức những khôi lỗi này phát ra lại là kiếm sư, mà những trình độ đám thủ vệ này dường như chỉ có kiếm sĩ, trong lúc giả công phân thần, một khôi lỗi trong đó trực tiếp quanh đến, quả đấm to lớn kia dường như có thể đánh xẹp giả công, giả công cảm thấy hiện tại không thể hoàn thủ, nếu như ra tay đánh trả, chỉ sợ hòa đàm không có hy vọng, xảy ra chuyện như vậy, giả công cũng không tin quân chủ không biết, y nhất định là cố ý, muốn nhìn tình huống của mình, đám đại lão hèn hạ này, thật sự cho rằng cung ca ta dễ bắt nạt sao, giả Côn trực tiếp đánh ra một quyền khống chế lực lượng ở cấp bậc kiếm hoàng, chương 335, dạ công dùng rất tốt. Nhưng cho dù là cấp bậc kiếm hoàng, một quyền này đánh ra, lập tức toát ra khí tức khổng lồ, trước mắt dạ công xuất hiện một cái động to lớn, khôi lỗi vừa rồi không thấy đâu, dạ công thở vào một hơi, cũng may vừa rồi khống chế tốt, nếu như sơ suất, chỉ sợ sẽ chết người, nóc nhà đã không thấy đâu nữa, toàn bộ thịnh kinh đều có thể cảm giác được uy lực một quyền này, cho dù đã áp chế lại, nhưng lực lượng bạo phát ra vẫn rất kinh người, nhìn những người xung quanh một chút, đều ngây ngốc cả rồi, thế nhưng sửng sốt một chút, nam nhân liền phẫn nộ quát, thái kinh chớ càng rỡ lời tuyên chiến này chúng ta nhớ kỹ ngươi có bệnh à ta là tới gặp quân chủ của các ngươi thế mà còn muốn ám sát quân chủ lòng già dạ đáng chém dạ cung muốn câu thông với đám người ngủ nhạc này thật thật là khó a à, nhưng vào đúng lúc này một bóng người từ không trung hạ xuống tràn diện lập tức an tĩnh lại mà những thủ vệ kia nhìn người nọ hơi sững sờ thần thái lập tức trở nên cung kính tham kiến quốc sư đại nhân dạ con nhìn vị quốc sư này, lại trẻ tuổi như thế, mặc áo bào trắng, bộ dáng rất thanh tú, thậm chí trên tay còn cầm một chiếc quạt xếp, không khác thư sinh Thái Kinh là bao. người sử đại nhân, chiêu đại không chu đáo, xin hãy thứ lỗi. chỉ thấy quốc sư chấp tay cười nói bọn họ thế mà cũng có lễ tiết chấp tay ư sao chép rất đầy đủ nha tới một người biết phân rõ phải trái dạ côn cảm thấy thư thản hơn rất nhiều ít nhất có thể trao đổi dạ côn bất đắc dĩ nói ra cuối cùng ngươi cũng đến những người này một lời không hợp liền muốn giết ngự sử đại nhân thứ lỗi bọn họ không hiểu chuyện quốc sư ấy nấy cười nói lộ ra dáng vẻ nho nhã lễ độ khiến dạ côn có chút hảo cảm không biết danh tính của ngự sử đại nhân là gì dạ côn theo dạ côn tự báo tính danh người xung quanh liền sững sờ hắn chính là dạ côn thái kinh dạ côn người lợi hại như vậy thế vậy mà đang đứng trước mặt ta vừa rồi ta thế mà giao thủ với dạ công quá may mắn dạ côn rất là kinh ngạc ngữ khiến người xung quanh thay đổi rõ ràng mang theo sùng bái sâu sắc các ngươi phải nói sớm chứ nói sớm ta liền không lấy ra thân phận ngự sử nói thẳng ra mình là dạ côn rồi xem ra hai chữ dạ côn này còn dùng tốt hơn cả cái danh ngự sử nghe qua uy danh của dạ côn hôm nay nhìn thấy chân thân quả thật khiến cho bản quốc sư bội phục quốc sư lần nữa chắp tay không lưng đúng là thành kính đến không thể thành kính hơn hai tay dạ côn thoáng đỡ quốc sư chê cười sớm biết vừa rồi đã nói ra tên của mình uy danh của dạ ngự sử đã lưu truyền tới thịnh kinh mặc dù dạ ngự sử là người thái kinh nhưng cường giả không biên giới tất cả mọi người ở đây đều rất sùng bái dạ ngự sử cái này mong ngựa đập rất tốt làm cung ca ta đều không có ý tứ tuyệt thiên bên ngoài rất tò mò tại sao đột nhiên không còn đồng tĩnh không phải tiểu tử trọc đầu kia treo rồi chứ mời dạ ngự sử đi theo ta quân chủ biết ngươi đến khẳng định sẽ phi thường cao hứng dạ công cảm thấy câu nói này có chút chân thật dù sao ta là mang theo thần kiến tới các ngươi có thể cướp đến tay hay không liền phải nhìn thực lực của các ngươi còn không biết tên của quốc sư dạ công tò mò hỏi dạ ngự sử gọi ta bạch hiểu là được nguyên lai là bạch quốc sư kính ngưỡng đã lâu bạch hiểu cười cười chậm rãi phù không dạ công thấy bạch hiểu bay lên liền hơi sững sờ dạ ngự sử bạch quốc sư ta còn muốn nhìn phong quan thịnh kinh một chút đây Dạ con còn có thể nói thế nào, chẳng lẽ nói ta không biết bay ư? Như thế sẽ khiến Thái Kinh mất mặt, Bạch Hiểu chậm rãi hạ xuống ấy nấy nói ra là ta cân nhắc không chu toàn, mong dạ ngự sự chớ trách, không có, mời, mời. Hai người lập tức bước ra cửa tiệm, mà đám thủ vệ vừa rồi cũng đi theo bảo hộ ở bên cạnh, Tuyệt Thiên thấy dạ công mang theo nụ cười đi ra cũng hơi sững sờ, thế mà không sao, dạ công, Tuyệt Thiên đi ra hô một tiếng, dạ công thấy Tuyệt Thiên, trong lòng hừ lạnh, người có bản lĩnh đừng ra. Dạ ngự sử nhận biết, Bạch Hiểu tò mò hỏi, dạ cung lắc đầu không biết, đoán chừng là một tên muốn bấu víu quan hệ đi, tuyệt thiên, như vậy à, vậy cũng không cần quản y, Bạch Hiểu cười cười, mở quạt xếp ra phẩy phẩy, rất có phong phạm, tuyệt thiên kém chút đã xông tới bóp chết dạ cung, nhìn dạ cung cứ như vậy đi ra, tuyệt thiên siêu cấp giận, dạ ngự sử, cảm thấy thịnh kinh như thế nào, so với thái kinh thì nơi nào tốt hơn, Bạch Hiểu khẽ cười nói, dạ cung yên lặng nhẹ gật đầu bạch quốc sư thoạt nhìn thịnh kinh lớn hơn thái kinh rất nhiều có nhiều chỗ thái kinh không làm được thịnh kinh lại làm được có thể được dạ ngự sử đánh giá như vậy chắc hẳn quân chủ sẽ rất vui vẻ hiện tại dạ cô muốn hỏi thăm tin tức bá mẫu một chút nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn từ bỏ nghe ngóng như thế cũng quá rõ ràng rồi còn tưởng rằng mình có tâm tư gì với quần chúa đây vừa rồi dạ ngự sử hẳn đã thưởng thức qua thức ăn thịnh kinh đi cảm giác thế nào có thể nuốt xuống không bạch quốc sư thức ăn thịnh kinh các ngươi thật đặc biệt lúc đầu còn không thích ứng nhưng chỉ cần thử một ngụm liền biết được loại hương vị đặc biệt kia đời này không bao giờ quên dạ ngự sử thích là được chỉ sợ dạ ngự sử ăn không quen món ăn thịnh kinh nếu như trở về gầy gò thánh nhân còn tưởng rằng chúng ta bạc đã dạ ngự sử dạ côn cảm thấy tên quốc sư này rất biết nói chuyện mỗi một câu đều có thể khiến cho mình buông lỏng cảnh giác không có chút thực lực làm sao có thể lên làm quốc sư ngũ nhạc xem ra người này thật có chút tài năng lợi hại chỉ sợ ở ngủ nhạc ăn đến phát mập đến lúc đó ngay cả thê tử đều không nhận ra được dạ công trêu đùa một tiếng bạch hiểu này vẫn rất dễ nói chuyện sau đó hai người chuyển sang ngồi xe ngựa dù sao đi bộ thật sự quá chậm đúng rồi bạch quốc sư nơi này của các ngươi có hoa lâu không dạ công đột nhiên tò mò hỏi đương nhiên là có hoa lâu dạ ngự sử muốn đi tham quan hay là vui đùa ta đều có thể an bài tốt rất thích nói chuyện với loại người này không cần mệt mỏi như vậy dạ công khiêm tốn cười nói không cần chỉ là hỏi một chút mà thôi đừng để ở trong lòng câu nói này rất chân thành thế nhưng bạch hiểu cảm thấy đây hẳn là lời khách khí buổi tối hẳn nên an bài một chút mấy canh giờ sau rốt cục đi vào cửa hoàng cung giống như dạ côn suy nghĩ ngay cả hoàng cung đều giống nhau như đúc nếu như nói nơi này là thái kinh dạ côn đều tin tham kiến quốc sư đại nhân hộ vệ bên cạnh quỳ một chân trên đất cung kính hô dạ côn cảm thấy mình đây là dê vào miệng cọp bên trong giữ nhiều lành ít Ngũ nhà quân chủ này đến cùng là loại người gì, nếu như đàm phán thất bại, vẫn phải cẩn thận chuẩn bị một chút, cuối cùng cũng đã bỏ rơi tên tuyệt thiên kia, bản thân liền có thể yên tâm một chút, dù sao một người làm việc cũng dễ dàng hơn, chương 336, lại khen công ca Tiến vào hoàng cung, hai người liền xuống xe ngựa đi bộ đi vào, dù sao trong hoàng cung không thể ngồi xe ngựa, còn ngồi xe ngựa, đó chính là bất kính đối với quân chủ, mời già dạ ngựa sử đi theo ta, quân chủ đang ở trong hậu hoa viên ngắm hoa không ngờ tên quân chủ này lại bình tĩnh như thế còn có tâm tình đi ngắm hoa dạ côn nhẹ gật đầu đi theo bạch hiểu mà tuyệt thiên lại đi ở bên cạnh dạ côn dựa vào thực lực của dạ côn hẳn sẽ không sẽ phát hiện ra mình tuy mặc dù dạ côn không chắc chắn nhưng lại cảm giác bên cạnh mình có thứ gì đó chẳng lẽ trong hoàng cung náo quỷ sao dạ ngự sử làm sao vậy Trong thấy vẻ mặt dạ côn có điểm quái gì y tò mò hỏi dạ côn đưa tay gãi gãi cái ót sau đó đột nhiên hướng phía bên tay trái vỗ xuống nhìn thử xem có người hay không tuyệt thiên không ngờ dạ côn thế mà lại đột nhiên động thủ trong mắt kém chút nhảy ra ngoài thế mà tới một chiêu quay đầu móc dạ côn mối thù của chúng ta càng lúc càng lớn lão tử phải hạ độc ngươi trước kia ali cho mình một loại dược gọi liệt khai hoàng thả trong nước liền sẽ tan ra chỉ cần uống canh khai liệt này vào cả người đều sẽ vỡ ra dược vật của ali vẫn rất đáng tin thậm chí còn thí nghiệm qua tất cả mọi người đều biết đoán chừng lão tôn thượng uống vào cũng sẽ vỡ ra chớ nói chi là dạ côn lần này không cho ngươi nứt ra ta liền không gọi tuyệt thiên thù này chúng ta kết lớn cho dù hiện tại không giết ngươi cũng phải khiến ngươi hưởng thu mùi vị liệt khai rất nhanh bạch hiểu liền dẫn dạ côn vào trong hậu hoa viên xa xa đã nhìn thấy một người nam nhân đang đánh đàn không ngờ ngũ nhạc quân chủ lại là người như thế trong lòng dạ côn ngũ nhạc quân chủ hẳn rất hung tàn mới phải thế nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy nam nhân hình thể đều đều không phải loại người rất đẹp trai kia nhưng vẫn có thể nén lòng mà nhìn thời điểm đánh đàn rất có khí thế xem ra cũng là dân lão luyện đinh một âm thanh thanh thúy vang lên đây là tiếng dây đàn đứt gãy chuyện này sao có thể không nên xuất hiện chuyện như vậy mới phải quốc sư đều sửng sốt một chút dạ côn cảm giác đây là cố ý quân chủ là muốn nói cho mình mình biết hòa đàm là chuyện không thể, cho nên dùng phương pháp đứt dây đàn để thông tri. Mà lúc này quân chủ cũng ngẩng đầu, đúng vậy, nam nhân này trẻ trung hơn thánh nhân rất nhiều, làn da hơi trắng, dạ côn cũng cảm thấy tên quân chủ này giống nữ giả nam trang, nếu như đổi sang y phục nữ hoàng cũng sẽ không có một chút khập khiển nào, quân chủ, thần có việc bẩm báo. Quốc sư cung kính hô, quân chủ liếc mắt nhìn quốc sư, nhàn nhạt hỏi chuyện gì, quân chủ, vị này là ngự sử từ Thái Kinh tới, dạ côn, bạch hiểu cung kính giới thiệu, quân chủ nhìn thẳng vào dạ côn, chậm rãi đứng dậy, thì nữ bên cạnh nhanh chóng thu lấy chiếc đàn, ngươi chính là dạ côn, Quân chủ nhàn nhạt hỏi, dạ côn không kiêu ngạo không tự ti, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra quân chủ, ta chính là dạ côn. Tuổi con trẻ mà đã có thành tựu cao như vậy, thật khiến cho bổn quân chủ hâm mộ, nếu như ngũ nhạc ta cũng xuất hiện một vị nhân tài như thế thì tốt biết bao, quân chủ vô cùng cảm thán. vì sao Thái Kinh lại xuất hiện người như dạ côn, mà chính mình lại không tìm thấy người ưu tú như thế, dạ côn lúc này vô cùng buồn bực, vì sao những người này vừa gặp mặt liền muốn khen mình, mỗi lần đều là như vậy, lúc đầu còn cảm thấy không tệ, thế nhưng nghe lâu liền không còn cảm giác, quân chủ, thần sẽ không quấy rầy, xin được lui xuống trước, bạch hiểu cung kính nói ra đi đi dạ ngự sử cứ thoải mái không cần câu thúc như vậy cứ xem như đang ở trong nhà quân chủ khẽ cười nói nhìn nụ cười kia của quân chủ dạ côn cảm thấy đây là giả tượng thế nhưng dạ côn cũng không có khách khí trực tiếp ngồi ở đối diện quân chủ hai người đều đang nghiêm túc dò xét đối phương rất cẩn thận quân chủ đã sớm nghe nói tới uy danh của dạ côn rất muốn gặp nam hài truyền kỳ lại ưu tú này hôm nay gặp mặt quả nhiên ghê gớm thế mà nhẫn tâm tự cạo sạch đầu chuyện này cần dũng khí lớn cỡ nào chứ người tàn nhẫn với bản thân như vậy mới có thể ưu tú như thế tên dạ côn này quả thật không thể khinh thường dạ côn cảm thấy người quân chủ trước mặt không dễ đối phó tự hồ giống như thánh nhân vậy có lẽ đây là một loại bệnh chung dạ ngự sử cảm thấy nơi này như thế nào quân chủ chủ động hỏi thăm dạ côn chấp tay nói ra quân chủ thịnh kinh quả thật khiến cho ta được mở rộng tầm mắt tuy trong miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng lại đang nghĩ ngoại trừ thịnh kinh còn có chỗ nào có thể được dạ ngự sử tán dương bổn quân chủ cảm thấy rất cao hứng sau khi quân chủ nói xong liền giơ tay lên thì nữ xung quanh dồn dập rời đi mà quân chủ tự mình chăm trà cho dạ công lần này dạ ngự sử tới hẳn là có chuyện rất vội dạ công hai tay dân chén trà quân chủ cũng rất khách khí đúng là có việc gấp dạ công nhẹ gật đầu trước uống trà một đường chạy đến khổ cực nói xong liền tự mình nhấp một miếng dạ công thấy quân chủ uống hết chính mình cũng cầm lấy chén trà nhấp một hớp nhỏ Trà này như thế nào, nó đến từ thái kinh các ngươi đấy, khó trách uống vào lại cảm thấy quen thuộc, nguyên lai là trà thái kinh, mang đến một loại cảm giác như đang ở cố hương, dạ cung ấm hiểu quân chủ một chút, những người kia đến cùng thế nào rồi, là sống hay là chết, quân chủ làm sao có thể không hiểu, bất quá không có trực tiếp trả lời, mà là tò mò hỏi nếu như dạ cung ngươi ngồi ở chỗ của ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào, dạ cung biểu thị ta không có hứng thú đối với vị trí của ngươi. Quân chủ nói đùa, ta làm sao có thể ngồi ở chỗ của ngươi được, dạ công thầm nghĩ quân chủ xảo quyệt, thế mà loạn chụp mũ cho mình không sao cả, bổn quân chủ chẳng qua là làm nói ví dụ mà thôi, dạ ngự sử đừng để ở trong lòng, tùy tiện nói là được, nếu quân chủ muốn ta nói, ta đây liền nói, quân chủ yên lặng nhẹ gật đầu, dạ công trầm giọng nói ra, nếu loại chuyện này xuất hiện ở trên người ta, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, đây mới là chuyện trọng yếu nhất, dạ ngự sử, cái gì gọi là tra ra chân tướng, chỉ cần ngươi xác định, vậy thì đó không phải là chân tướng sao? Còn cần phải kéo dài thời gian, quân chủ từ tốn nói, quân chủ sứ thần đến thái kinh tham gia tiết khánh nguyên chúng ta có trách nhiệm bảo đảm hộ an toàn của bọn họ tuy chúng ta có trách nhiệm nhưng cũng phải để cho chúng ta tra ra hung thủ mới phải quân chủ cười khẽ một tiếng chỉ sợ thánh nhân các ngươi cũng không muốn tìm ra hung phạm có lẽ dạ ngự sử chính là bị thánh nhân phái tới nơi này đi nghe thấy câu này dạ côn đều trầm mặt bởi vì câu nói này rất có đạo lý thánh nhân là sợ mình tra ra được tra đến trên đầu y xem ra thật là như thế dạ ngự sử thánh nhân các ngươi thật đúng là dốc hết vốn liếng để ngươi tới ngũ nhạc nếu như đổi thành bổn quân chủ chắc chắn sẽ không để một nhân tài ưu tú thất vọng đau khổ nghe đến đó già côn đã gần như có thể đoán ra ý tứ của quân chủ nguyên lai là muốn mình đầu nhập vào ngũ nhạc chương 337, ai chịu nổi già côn trầm mặt mà quân chủ trước mặt lại rất bình tĩnh đối với chuyện già côn đến tự hồ không thể dẫn tới gần sống quân chủ những người kia đâu già côn thấp giọng hỏi những người đưa thi thể về đã rời đi chẳng lẽ bọn họ chưa trở về thái kinh sao Quân chủ bình tĩnh trả lời, cầm chén trà nhỏ lên nhấp một hớp nhỏ, dạ cung xem như hiểu rõ, thật sự đã đưa tiễn, thế nhưng trên đường xảy ra ngoài ý muốn cũng không chừng, chỉ sợ tên quân chủ này còn khó đối phó hơn cả thánh nhân. Quân chủ, vậy hiện tại ngươi muốn thế nào? Nếu như thái kinh khai chiến với ngũ nhạc, người chịu tổn thương vẫn là bách tính và dạ ngự sử, chuyện này sau này hãy nói. Tối nay bản quân chủ thiết yến khoản đãi ngươi, quân chủ khẽ cười nói, biểu thị sự tình phải từ từ bàn, muốn lập tức hòa đàm, đó là chuyện không có khả năng, dạ côn cũng biết, nhưng không biết vị quân chủ này đang chơi trò gì, chỉ có thể chấp tay cười nói ta làm sao dám đảm đương, dạ côn chỉ bằng hai chữ này, người muốn gặp ngươi thực sự nhiều lắm, dù sao bản quân chủ cũng phải thỏa mãn tâm nguyện mọi người đi, tân bốc rất tốt, côn ca rất hưởng thụ, không ngờ hiện tại danh tiếng của mình lớn như vậy, đúng là có chút ngoài ý muốn. Nếu quân chủ đã nói như thế, ta liền nghe quân chủ an bài, ha ha. Bổn quân chủ rất thích ngươi, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, bổn quân chủ có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì, mỹ nữ, quyền thế, cái gì cần có đều có. Dạ công đến uống một ngụm trà an ủi một chút, đường đường là quân chủ, lại dụ hoặc một tên thiếu niên 16 tuổi như thế, ta sẽ suy nghĩ một chút. Ha ha ha, từ từ cân nhắc, chúng ta có rất nhiều thời gian. Quân chủ đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Dạ công, "Lập tức rời đi." Một vị thị nữ cung kính đứng ở bên cạnh Dạ Ngự Sử, "Muốn đi nghỉ ngơi hay không, cũng được, đến tắm rửa, xin mời Dạ Ngự Sử đi theo ta." Quân chủ đã an bài xong, quân chủ thật có lòng, thì nữ cười cười, dẫn Dạ Côn đi trong hoàng cung, hoàng cung thái kinh Dạ Côn đều chưa từng đi dạo qua như thế, hoàng cung ngũ nhạc này tu kiến thật đúng là to lớn, cái tháp cao cao kia có đặc điểm của ngũ nhạc, Dạ Côn rốt cục tìm được một cái kiến trúc không có sao chép, hoàng cung đương nhiên là có nơi cung cấp cho sứ thần nghỉ ngơi, nhưng có lẽ là bởi vì tầm quan trọng của Dạ Côn, cho nên trực tiếp an bài một cái cung điện cho hắn, ngự sử An Khang vạn phúc, lúc thì nữ vừa mới đẩy cửa ra, liền cho Dạ Côn một cái siêu cấp kinh hỉ, chỉ thấy hơn 30 cung nữ nhu thuận hô, mỗi nàng mỹ mạo kinh người tuyệt đối là mỹ nữ tuyển chọn trong hoàng cung ra muốn dụ hoặc côn ca ta không tồn tại đậu xanh tên quân chủ này thật quá hiểu nam nhân người nào có thể chịu nổi chứ quân chủ an bài như thế ngự sử có hài lòng không thì nữ bên cạnh khẽ cười nói dạ công nhẹ gật đầu quân chủ đã nhọc lòng ngự sử có thể hưởng dụng các nàng thật tốt ngươi tưởng rằng côn ca ta là thổ dân à thế mà còn hưởng dụng các nàng thật tốt nếu hưởng dụng còn không bị thê tử đánh chết sao à ừm trước an bài cho ta tắm rửa đi vâng ngự sử nói xong cũng hướng phía chúng nữ hôn ngự sử cần tắm rửa vâng chúng vị mỹ nữ nhu thuận đáp mặt mày hồng hồng Dạ cung nhìn không được trung một cái, nếu như chưa có thay tử, còn có thể hưởng dụng, nhưng cung ca ta là nam nhân có trách nhiệm, tối đa cũng chỉ nhìn một chút mà thôi, chuyện khác tuyệt đối sẽ không làm. Cung điện rất lớn, có phòng tiếp khách, phía sau là tẩm cung, bên cạnh còn có vườn hoa, cảm giác giống như đông cung của thái tử, nhìn một đám mỹ nữ oanh oanh yến yến bên cạnh đi tới đi lui múc nước, dạ cung cảm thấy rất thoải mái, không biết tiểu tử tuyệt thiên kia đang làm gì, dám chơi cung ca ta, cho ngươi cuồng, hảo hảo ở bên ngoài ăn hát sắc thiên không của ngươi đi, ngự sử, nước đã chuẩn bị xong, cung nữ nhu thuận nói ra, dạ cung nhẹ gật đầu, mở rèm ra trong mắt đều sắp trận lội ra ngoài phòng tắm thật là lớn phía trên vung đầy cánh hoa màu đỏ thế nhưng đều không phải trọng điểm trọng điểm có năm nàng cung nữ xấu hổ ngồi ở trong bồn tắm bộ dáng mặt cho quân đùa giỡn không được không được không chống nổi phải mau chống rời đi ngự sử đi nào bỗng nhiên lại có mấy cung nữ xuất hiện ở sau lưng dạ côn trực tiếp đẩy dạ côn vào trong bồn tắm tràn diện lập tức hỗn loạn này nên tính là nhục lâm tử trì cung ca hoàn toàn không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của các cô nương phải biết con ca còn chưa từng tắm chung với thê tử, vừa mới ra ngoài, liền tắm chung với nhiều cô nương như thế, đúng là quá vô pháp vô thiên, đủ rồi, dạ côn đang bị đè ép đột nhiên quát, chuyện này khiến các cô nương sợ hãi, lập tức đoan đoan chính chính đứng ở bên cạnh dạ côn nhìn thân thể, các cô nương dạ côn nuốt một ngụm nước bọt đều ra ngoài, các cung nữ sững sờ, nếu như không phải đang ở trong bồn tắm, vậy liền sẽ trực tiếp quỳ xuống, ngự sử tha mạng, nếu như có chỗ nào làm không tốt, xin hãy tha lỗi, không có, là vấn đề cá nhân của ta, các ngươi ra ngoài trước đi, một vị cung nữ trong đó đã sắp khóc, Ngự sử, quân chủ lệnh cho chúng ta phải phục vụ tốt ngươi, nếu như biết chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định sẽ giết chúng ta." Dạ cung nghe xong sững sờ, "Quân chủ của các ngươi thật là biến thái, sao có thể ép buộc như thế được? Xin ngự sử đừng đuổi chúng ta ra ngoài." "Dạ cung còn có biện pháp nào, chẳng lẽ muốn đẩy tất cả các nàng vào tử lộ?" "Vậy các ngươi đừng làm loạn." "Vâng, ngự sử, ui ui ui, ngươi lại muốn làm gì?" "Ngự sử, chỉ đấm bóp cho ngươi, giảm bớt mỏi mệt, nguyên lai like là xoa bóp à, vậy thì còn được." thấy dạ côn không có phản đối mấy cung nữ lại vây quanh khiến cho côn ca rất dễ chịu không thể không nói quân chủ thật biết hưởng thụ nhưng mà tuyệt thiên núp trong góc tối giận đến nghiến răng ali nhìn nam nhân ngươi chọn một chút hiện tại trốn ngươi ở bên ngoài yêu đương vụn trộm chuyện như vậy thật đúng là trời cũng giúp ta chỉ thấy tuyệt thiên lấy ra một cái pháp khí toàn bộ ghi chép tràn diện vừa rồi lại đây chính là chứng cứ phạm tội giả dạ côn báo ứng ai bảo ngươi không dẫn ta theo còn nói là chung một thuyền bản thân chơi vui vẻ như thế ta lại phải đứng ở bên cạnh ẩn thân nhìn ngươi chơi không tồn tại không thể không nói kỹ thuật các cung nữ vẫn rất tốt mỏi mệt liền bị xua tan mất tắm gội xong các cung nữ trong tẩm cung còn chuẩn bị bánh ngọt trên chiếc giường khổng lồ còn có ba cung nữ vừa nhìn liền biết chính là muốn giúp cho côn ca thoải mái nhưng loại chuyện này bị côn ca nghiêm khắc cấm chỉ mát xa còn dễ nói ngủ cùng một chỗ tuyệt đối là không được côn ca ta là nam nhân tốt các cung nữ không có cách nhưng lại không dám đi ra ngoài chỉ có thể đứng ở bên cạnh hầu hạ và dạ côn thoải mái nằm ở trên giường mà tuyệt thiên ở bên cạnh nhìn hô to ngu xuẩn loại chuyện tốt này cũng không biết làm nếu như ngươi gọi ta theo tuyệt thiên ta cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt chương ba nguyên lai là người như vậy bất quá tâm trí tiểu tử này vẫn tính kiên định chịu được nữ nhân dụ hoặc nếu như liệt cốt tới nơi này vậy còn không phát điên sao một giấc ngủ này khiến dạ côn rất thoải mái mãi đến khi cung nữ ở bên cạnh gọi mới tỉnh lại ngự sử yến hội quân chủ an bài đã sắp bắt đầu mời ngự sử cởi áo dạ côn dụi dụi con mắt đột nhiên nhớ tới mình đang ở trong hoàng cung ngủ nhạc than nhẹ một tiếng thay đổi trang phục mới dạ côn nhìn bản thân trong gương một chút vẫn rất anh tuấn Tuyệt Thiên Thầm nghĩ, xem ra con hàng này lại bắt đầu phát tao đi thôi, ngự sử mời đi theo ta, dạ cung đi theo cung nữ. Yến Hội tối hôm nay hẳn sẽ gặp rất nhiều người đi, có lẽ mình nên đeo vòng cổ lên. Nếu như Bá Mẫu nhìn thấy, nhất định sẽ có phản ứng. Mình vẫn thông minh ưu tú như vậy, loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra. Dạ cung trực tiếp mang vòng xương lên trên cổ, cũng không biết bộ dáng Bá Mẫu như thế nào, hẳn cũng rất đẹp đi. Yến Hội đương nhiên được tổ chức ở bên trong Ninh Thanh Cung khổng lồ. Ninh Thanh Cung là nơi quân chủ triệu kiến ngoại bang, xa xỉ đến cực điểm trước mắt là một mảnh vàng ống ánh đi vào bên trong ninh thanh cung ngoài điện đứng đấy không ít người dạ côn sờ lên vòng xương đại bá à người phải phù hộ cho ta đó dạ trùng biểu thị đại bá ngươi còn chưa có chết không thể hoàn thành tâm nguyện này của ngươi được cung nữ bên cạnh đã lui ra dạ côn nhìn đám người một chút rồi đi vào bên trong cố ý ưỡn ngực hiển lộ rõ ràng chiếc vòng cổ kia đám quần thần vương gia ngũ nhạc bên này đều trông thấy dạ côn vừa liếc mắt liền nhận ra tên này là dạ côn đến từ thái kinh kiếm hoàng mười tuổi còn có cái đầu trọc kia thực sự quá rõ ràng Lúc này giả công thật muốn lôi kéo đệ đệ tới, rõ ràng là muốn giúp cho đệ đệ thành danh, làm sao làm đến cuối cùng, lại biến thành chính mình rồi, đệ đệ ta cũng rất ưu tú có được hay không, lần sau. Lần sau nhất định phải giúp cho đệ đệ cuộc khởi, khiến tất cả mọi người biết cái tên giả tần này, mà không phải giả công, nhưng vẫn nên giải quyết tốt chuyện này rồi nói sau, trở về mới hảo hảo tạo cơ hội cho đệ đệ. Sờ lên vòng xương ở trên ngực, giả công mang theo nụ cười đi tới đám đông, mà động tác này dĩ của giả công nhiên bị mọi người thấy được, vẻ mặt biến đổi, giả công sửng sốt một chút, biểu tình này của bọn họ là có ý gì? chỉ thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc hoa lệ mang theo nụ cười đi tới dạ ngự sử cửu ngưỡng đại danh hôm nay được gặp mặt đúng là khiến bổn vương kinh ngạc nha người này thế mà là một tên vương gia người này tên là hoàng lập là đệ đệ của quân chủ mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vương gia nói đùa dạ công khiêm tốn nói ra dạ ngự sử kính đã lâu lại là một tên nam tử trẻ tuổi đi tới người này tướng mạo đường đường mày kiếm mắt tinh khóe môi nhếch lên nụ cười vương gia cười nói dạ ngự sử vị này là thái tử điện hạ hoàng dương văn nguyên lai là thái tử điện hạ kính ngưỡng đã lâu dạ côn chấp tay cười nói không bằng dạ ngự sử nửa phần không dám không dám dạ côn khẽ cười nói tên thái tử cùng vương gia này đến liền bắt đầu thế công vuốt mông ngựa hai người nhìn vòng xương trên ngực dạ côn một chút không ngờ dạ ngự sử còn biết tập tục ngủ nhạc thế nhưng mang theo cái này thật thích hợp sao dạ côn vỗ vỗ vòng xương cười cười chuyện này khiến cho hai người càng cảm thấy quái dị cô nương đến đây xem dạ côn đều kinh ngạc không thôi thiếu niên ưu tú nhất thái kinh thế mà còn có đam mê này đúng là khiến người thổn thức không thôi dạ ngự sử nơi này có rất nhiều muốn làm quen với ngươi xin đừng cảm thấy khó chịu hoàng lập nhẹ giọng cười nói làm sao lại thế còn mời vương gia giới thiệu ha 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 việc nhỏ hoàng lập mang theo dạ côn bắt chuyện với người xung quanh dạ côn cũng mượn cơ hội nhìn một chút trong này có đại bá mẫu hay không dựa theo tuổi tác mà nói đại bá mẫu cũng không còn trẻ tiểu cô nương là không thể nào rồi thế nhưng mấy tiểu cô nương này nhìn thấy vòng xương ở trên ngực mình làm sao đều có vẻ mặt kinh ngạc chuyện này khiến dạ côn đau cả đầu mà nam lại ước gì xa cách mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào điện chỉ thấy một tên thủ vệ ngoài điện lớn tiếng quát mọi người dừng cuộc trò chuyện lại đi đến bậc thang mà dạ côn một mặt hoang mang vòng xương này có hàm nghĩa đặc thù gì sao cảm giác không thích hợp a à? đi vào trong cung điện dạ côn lần nữa bị sự xa hoa rung động đến quá có tiền sáng mù con mắt vị trí quân chủ cao hơn mọi người dạ côn ngồi ở hàng thứ nhất bên tay trái tay phải hàng thứ nhất chính là vương gia hoàng lập ngồi bên cạnh là quốc sư bạch hiểu mà ngồi bên cạnh dạ côn là thái tử hoàng dương văn quân chủ giá lâm mọi người toàn bộ đứng dậy chắp tay hô quân chủ vạn tuế quân chủ mang theo nụ cười đi đến vương tọa đáp đỡ hôm nay không cần đa lễ có phải không dạ ngự sử em gái ngươi ta cũng không phải quân chủ ngươi hỏi ta làm gì quân chủ nói phải thì chính là phải dạ con cảm giác nói chuyện với loại người này rất mệt mỏi quân chủ chậm rãi ngồi xuống cười nói hôm nay dạ ngự sử quan lâm thịnh kinh thật là khiến cho thịnh kinh ta giống như rồng đến nhà tôm chúng ta cùng đứng dậy kính dạ ngự sử một chén đậu xanh người rốt cuộc có ý ý gì thân là quân chủ lại hướng ngự sử mời rượu có phải có chút tự hạ thân phận hay không cho dù là nước phụ thuộc cũng không đến mức vuốt mông ngựa như thế chứ nghĩ là nghĩ như vậy dạ côn vẫn đứng dậy nâng chén rượu lên rượu nóng chảy xuống cổ hồng có chút cây mùi vị kia không dễ uống mà người ngủ nhạt lậu rất thích này loại mùi vị cây nồng này rất kích thích quân chủ nhìn về phía dạ côn bị vòng xương ở ngực dạ côn hấp dẫn đến cười nói khó trách vừa rồi nhận được tin tức nói dạ ngự sử không thích cô nương bổn quân chủ an bài nguyên lai dạ ngự sử là người như thế là bổn quân chủ thất sách mọi người dạ côn một mặt mộng bức đây rốt cuộc là đang nói cái gì tại sao ta nghe không hiểu các ngươi đang nói gì hết vậy có phải cô công chúa đỏ mặt không ngờ dạ côn đại danh đỉnh đỉnh thế mà thật là đáng tiếc quân chủ thấy dạ côn một mặt mơ hồ cười nói chẳng lẽ dạ ngự sử không biết tác dụng của cái vòng xương kia sao hả hoàng lập khẽ cười nói dạ ngự sử tại ngũ nhạc nam nữ chưa thành hôn nhân đều sẽ có vòng xương vòng xương của mỗi người cũng không giống nhau nếu như nam nữ muốn thành hôn liền có thể đeo vòng xương ra cửa dùng để bày tỏ tâm ý nếu như hai bên đều nhìn trúng đối phương liền sẽ trao đổi vòng xương mà vòng xương của dạ ngự sử ngươi hẳn là của nữ hài dạ cung hiện tại rốt cuộc biết vì sao bọn họ lại lộ ra ánh mắt như vậy mình đeo vòng xương của đại bá mẫu ra tới đó không phải là đang tìm nam nhân cmn đại bá phụ thế mà không nói rõ ràng, đúng là quá hố người, nguyên lai là như thế, đây là ta nhặt trên mặt đất, nhìn thấy thú vị liền mang theo, thì ra còn có một tầng ý nghĩa như vậy, thật là, chương 339, hiểu lầm, thật không phải ta. Dạ côn lập tức gỡ xuống bỏ vào trong túi quần, thật xấu hổ muốn chết, dạ trùng đã muốn nhắc nhở dạ côn, không nên đeo cái này, thứ này chỉ có nữ nhân mới có thể đeo, năm đó bá mẫu của ngươi chính là đưa cái này cho ta, thế nhưng ngươi đi quá gấp, đều quên nói cho ngươi biết, nguyên lai là như thế, là do bổn quân chủ hiểu lầm, dạ ngự sử bỏ qua cho quân chủ cười khẽ một tiếng, còn đám cô nương bên cạnh tự hồ một lần nữa tìm được hy vọng đôi mắt phát sáng côn ca ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ thật tốt bản thân dù sao bên ngoài có rất nhiều dụ hoặc quân chủ phất tay một hàng cung nữ từ ngoài đi vào liên tục bưng thức ăn mỹ dịu đặt ở trên bàn dạ công nhìn mấy món ăn trước mặt một chút cảm thấy rốt cục bình thường mấy món ăn đặc sản ngủ nhà kia thôi được rồi mặc dù ăn ngon thế nhưng hiện tại hồi tưởng một chút toàn thân liền rung lên vũ cơ rất nhanh cũng đăng tràn dáng múa duyên dáng khiến cho người ta như si như say đồng thời cô nàng múa dẫn đầu còn hướng phía dạ công phóng điện khiến tiểu tâm can của côn ca bịch bịch nhảy tuyệt thiên ẩn thân ở bên cạnh rất muốn gõ cái đầu trọc kia một hồi người ở chỗ này ăn sơn hào hải vị có nghĩ tới người cùng thuyền ta hay không dạ công dần dần buông lỏng ăn mỹ thực nhìn cô nương xinh đẹp khiêu vũ đúng là rất dễ chịu dạ ngự sử đây chính là vũ cơ nổi danh thịnh kinh cảm thấy hứng thú không quân chủ uống chút rượu hướng phía dạ công cười nói dạ con xấu hổ tên quân chủ này luôn lấy nữ nhân tới dụ hoặc mình chẳng lẽ ngươi không biết côn ca ta không thích nữ nhân sao không không thích nữ nhân bình thường sao quân chủ ta là người đã có thê tử chỉ sợ không có may mắn hưởng thụ lấy dạ côn chấp tay cười nói cự tuyệt thế nhưng trong lúc từ chối rõ ràng cảm thấy vũ cơ thất lạc chuyện này khiến dạ côn thở dài một hơi thật muốn về sớm một chút nơi này có quá nhiều dụ dỗ nếu như một thoáng không có đứng vững làm chuyện xấu vậy thì thật đáng tiếc bất quá thái kinh cách nơi này trăm vạn dặm chơi đùa một chút có làm sao có đúng không dạ ngự sử dạ côn rất buồn bực vì sao tên quân chủ này lại cứ muốn ép mình chơi thế nhỉ làm sao vậy dạ ngự sử là đang xem thường nữ tử ngũ nhạc ta sao ngữ khí quân chủ dần dần trầm xuống rõ ràng muốn dùng chuyện này tới nội bảo nhìn thấy quân chủ thay đổi sắc mặt và dạ côn lộ ra rất kinh ngạc quân chủ dĩ nhiên không phải dạ ngự sử ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt hảo ý của bổn quân chủ đến cùng có ý gì là không vừa lòng với bổn quân chủ hay là không vừa lòng với ngũ nhạc quân chủ vừa dứt lời dạ côn cảm giác ánh mắt tất cả mọi người nhìn mình đều không đúng phản phất muốn quần công dạ Côn cười khẽ một tiếng quân chủ hiểu lầm hồ, kỳ thật dạ Côn còn chưa nói hết lời liền cảm giác một cổ khí tức kinh khủng đột kích căn bản không cho hắn thời gian phản ứng quân chủ liền bị đóng ở phía trên vương tọa tất cả mọi người bối rối dạ Côn đều choáng váng dạ Côn. còn đứng ngay ra đó làm gì chạy mau người áo đen hướng phía dạ Côn hô to một tiếng sau đó biến mất gemacia đây là độc thoại trong lòng dạ Côn lúc này tuyệt thiên đều bối rối một thoáng người vừa rồi ngay cả mình cũng không phát hiện ra được chuyện này sao có thể huyền nguyệt đại lục thế mà còn có nhân vật như vậy nhìn quân chủ vừa rồi còn rất hung hăng càng quấy trực tiếp bị xỏ xuyên trái tim đầu nhiên chết không nhắm mắt bắt giả côn lại hoàng lập lạnh giọng quát giả côn tranh thủ thời gian nói rõ lý do hiểu lầm thật sự là hiểu lầm ta căn bản không có quen biết người kia hoàng dương văn phẫn nộ quát dạ côn phụ hoàng ta đối với ngươi không tệ không ngờ ngươi lại vì một chút chuyện này mà giết phụ hoàng người đâu bắt giả côn lại bản thái tử muốn treo giả côn ở cửa thành bạo xài đến khi cho cốt tróc ra các ngươi nghe ta giải thích nhất định là có người muốn hại ta muốn phá hư quan hệ giữa thái kinh cùng ngũ nhạc các vị nhất định phải tỉnh táo hiện tại đầu óc dạ côn đều xoay vòng vòng sự tình phát sinh quá đột nhiên căn bản không có cách nào suy nghĩ bình thường được dạ côn biết ngày lần này ngươi đến không đơn giản ngươi ở ngoài sáng người kia ở trong tối ám sát quân chủ ngũ nhạc ngươi chính là kẻ gây ra chiến tranh hoàng lập hất tay áo lên một đạo ánh bạc đột kích căn bản không có ai phát hiện ra ám khí này ám khí của ngũ nhạc nhanh tàn nhẫn chuẩn lợi hại nhất chính là ám khí không có khí tức gần sống đây là điểm chí mạng nhất nhưng dạ cung thấy được ám khí của hoàng lập thầm nghĩ người này hèn hạ trước đó còn cười tủm tỉm đảo mắt liền đòi mạng ngươi dạ cung thậm chí cảm giác đây đều là giả dạ cung hơi nghiêng người qua một chút động tác rất tùy ý nhưng lại dễ dàng tránh đi ám khí chuyện này khiến hoàng lập nhướng mày dạ cung này thế mà né được không phải hắn chỉ cho thực lực kiếm hoàng thôi sao sao có thể tránh được xem ra là vận khí chỉ thấy hoàng lập tiếp tục hất tay lại có một đạo ám khí đột kích dạ công thầm nghĩ hèn hạ đã dùng một lần, không thành công coi như xong, ngươi thế mà còn dùng lần thứ hai, còn biết xấu hổ hay không, dạ côn cũng phát bực, các ngươi quá phách lối, đưa tay hất lên, nguyên bản ám khí hung hãn thế mà dưới một cái phất tay của dạ côn bay thăng lên nóc nhà, sau đó đụng vào rìa của chiếc đèn treo, bay lệch sang một bên, tiếp đó đụng vào rìa một chiếc đèn treo bên cạnh, lại tiếp tục thay đổi quỷ tích, mọi người có thể nghe thấy rất rõ ràng, đinh đinh đinh, dạ côn hơi khẽ cau mày, đây là âm thanh gì, phất thử, ám khí cải biến phương hướng thế mà xuyên thấu mi tâm của hoàng lập, lúc này hoàng lập khó có thể tin, ám khí mình bắn ra, tại sao lại quay ngược công kích mình cảm nhận lãnh ý trên đầu hoàng lập chỉ dạ côn hô dạ côn dạ côn ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi nói xong liền ngã trên mặt đất mi tâm bắt đầu chảy máu hoàng dương văn choáng váng nhìn dạ côn quát hay cho một tên dạ côn giết quân chủ không thành còn giết chết vương gia lòng dạ đáng chém thái tử ngươi có tin ta không dạ côn thành khẩn nói ra ta sao có thể tin ngươi ta muốn báo thù rửa hận cho phụ hoàng cùng hoàng thúc dạ côn nhận lấy cái chết ánh mắt hoàng dương văn đỏ bừng lập tức bộc phát ra thực lực cường đại phốc thử một tiếng cái cầm của dạ côn đều sắp chạm mặt đất cứ như vậy nhìn hoàng dương văn trúng một đao người áo đen kia đứng ở bên ngoài hô dạ côn còn đứng ngay ra đó làm gì còn không chạy toàn trường đều bối rối dạ côn liên tục giết ba người trong hoàng thất ngũ nhạc dạ côn nhìn người áo đen trực tiếp xông ra ngoài cái tên vương bác đảng ngươi luôn muốn hãm hại côn ca ta tuyệt thiên thấy dạ côn chạy ra ngoài lông mày siết chặt cũng vội vàng đuổi theo trong cung điện tràn ngập mùi máu tươi thân là quốc sư bạch hiểu đứng dậy trầm giọng nói ra Thái kinh khinh người quá đáng. Giết ba người ngủ nhạt ta. Còn chạy, không sai. Chúng ta phải giết qua. Báo thù rửa hận cho quân chủ, thái tử, vương gia, đúng. Giết sạch tất cả mọi người ở Thái kinh, giết, chương 340, chuẩn bị chạy trốn. Bạch Hiểu đáp lời, trầm giọng nói ra quân chủ đột nhiên gặp chuyện, những tiếng công thái kinh cần người lãnh đạo, thái tử cũng, quốc sư, vương gia cùng thái tử có thể kế thừa vương vị đều đã chết, những hoàng tử kia ngay cả quân chủ đều nói là ngu xuẩn, ta thấy không bằng quốc sư tạm thay, không sai. Quốc sư có đại trí tuệ, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đánh tan Thái Kinh, ủng hộ quốc sư, tất cả mọi người đều ủng hộ Bạch Hiểu, dù sao địa vị Bạch Hiểu ở trong lòng quần thần rất cao, nguyên bản người của vương gia cùng thái tử toàn bộ đều ủng hộ Bạch Hiểu, bởi vì đây là khiêu khích đến từ Thái Kinh, cũng chỉ có Bạch Hiểu mới có thể xuất lĩnh ngũ nhạc chiến một trận cùng Thái Kinh, còn những hoàng tử khác đều đã quen sống phóng túng rồi. Lúc này Dạ Công điên cùng đuổi theo người áo đen, thế nhưng người áo đen kia dùng thuật phi hành, sau khi chạy ra hoàng cung liền không còn tung tích, Dạ Công thật giận, tại sao mình không học được? Dạ Công, Tuyệt Thiên xuất hiện ở bên cạnh Dạ dạ công quay đầu nhìn về phía tuyệt thiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện không phải mục đích của con hàng này là tới đây ám sát quân chủ sao người áo đen vừa rồi kia chính là y tuyệt thiên nhìn ánh mắt kia của dạ công liền biết dạ công hiểu lầm mình không phải ta lời này vừa nói xong dạ công trực tiếp dùng ra một chiêu cuốn cổ tuyệt thiên hơi tránh ra dạ công không phải ta không phải ngươi thì là ai không phải thánh nhân lệnh cho ngươi nếu không được liền là ám sát quân chủ sao ta lợi hại như vậy ư dạ công dừng một chút vừa rồi người kia ngay cả mình đều không cảm giác được, chớ nói chi là tuyệt thiên, cũng đúng, ngươi căn bản không có thực lực kia, tuyệt thiên, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về đi, vấn đề này đã phát sinh, ngũ nhạc khẳng định sẽ phát động công kích, tuyệt thiên cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, dạ côn trầm giọng nói ra không đi. Ta không thể cổng nồi, nhất định phải tìm ra kẻ ám sát khi nãy, ngươi có thể tìm được sao? Bây giờ chúng ta ở ngũ nhạc chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, vậy cũng không thể cổng nồi, dạ côn, sau khi trở về ngươi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngươi có nghĩ tới thế tử cùng đệ đệ của ngươi không? bọn họ còn ở thái kinh chuyện ở đây truyền về thái kinh người trong nhà ngươi sẽ gặp nguy hiểm tuyệt thiên lạnh giọng nói ra hiện tại đi loạn ở đây còn không bằng trở về bảo vệ người nhà dạ côn cũng dần dần tỉnh táo lại vừa rồi đúng là quá khinh người tuyệt thiên nói cũng đúng đúng hiện tại mình chính là tội nhân hai nước chẳng lẽ thánh nhân còn sẽ ca tụng mình khẳng định sẽ vu oan cho mình phụ mẫu đệ đệ thê tử bọn họ đều sẽ chịu tội đến cùng là ai đang hại ta dạ côn hung hăng dậm chân một cái mặt đất lập tức nứt ra phát ra lay động nhẹ nhàng Tuyệt Thiên bên cạnh ngẩn người, "Giả công này, thế mà còn che giấu thực lực đi, trở về." Giả công cảm thấy mình nên dẫn theo gia đình chạy trốn, Tuyệt Thiên lấy thảm bay ra, hai người ngồi lên thảm bay liền chạy. Giả công cùng Tuyệt Thiên muốn chạy, căn bản không có ai có thể đuổi kịp, mà ở trong hoàng cung ngủ nhạc, sau khi Bạch Hiểu cùng chúng thần thương lượng xong, liền xuất cung, quốc sư, trong hẻm nhỏ âm u xuất hiện một thân ảnh màu đen, đây không phải chính là tên áo bào đen trước đó sao? "Ngươi ở đây làm gì?" Bạch Hiểu nhàn nhạt hỏi, "Ngươi làm? Ta muốn hỏi ngươi, có phải là ngươi làm hay không?" Táo bào đen lắc đầu. "Không phải ta làm, nhưng xảy ra chuyện như vậy" đều là kết quả chúng ta muốn nhìn thấy, ha ha, phát sinh chuyện như vậy, chúng ta đã không còn là người đánh cờ mà đã bị biến thành quân cờ trên bàn cờ của người khác. Vậy có là gì, lợi ích của chúng ta vẫn còn đó. Bạch Hiểu Âm U nói ra chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cũng vậy, tiếp theo rất nhiều người phải chết, thời gian hai người nói chuyện với nhau rất ngắn, sau đó liền lần lượt rời khỏi hiện trường, căn bản không có ai phát hiện. Nếu như Dạ Côn cẩn thận một chút, Liên sẽ nghĩ tới bạch hiểu có tình nghi nhưng dạ côn lo lắng tin tức trở lại thái kinh bản thân nhất định phải trở về trước khi tin tức tới dẫn theo gia đình chạy trốn thái kinh không thể tiếp tục ở được nữa dạ côn thiên tân vạn khổ chính là tránh để xảy ra chuyện như vậy thế nhưng không ngờ sự tình vẫn phát sinh bất quá trước khi trở về dạ côn vẫn muốn nói chuyện này cho phụ mẫu nhìn xem phụ mẫu có ý gì tuyệt thiên cũng đang suy tư chuyện của mình xem dạ côn tự hồ muốn chạy trốn vốn là muốn lên kế hoạch hành động ở thái kinh hiện tại xem ra không thể thực hiện được có thể nhanh hơn không có thể đậu xanh theo tốc độ gia tăng dạ côn nhịn không được nói tục một tiếng chẳng qua là bay mấy canh giờ, dạ côn đã nhìn thấy cứ điểm thái kinh, bởi vì có binh chướng, hai người liền đáp xuống, dạ gia quân thấy cái đầu trọc kia liền biết là dạ côn, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại, không phải là không có đi đấy chứ, nơi này cách thịnh kinh rất xa đấy, hẳn là sợ hãi, chạy đến một nửa liền quay trở lại, nhìn bộ dáng lắng hải hùng của hắn kìa, quả thật rất giống, thông qua cứ điểm, dạ côn tranh thủ thời gian chạy về nhà, thời điểm này, dạ minh cùng đông môn mộng đều đang ngủ, cha, mẹ, đại sự không ổn, dạ con chạy vào trong sân liền hô to dạ minh cùng đông môn mộng ở trên giường bị giật mình tỉnh lại nghe thấy âm thanh của con trai liền lập tức rời giường côn côn có chuyện gì thế đông môn mộng thấy nhi tử rất gấp rất nghi hoặc hỏi trước kia chưa từng thấy côn côn vội vã như thế dạ côn cao mày nói ra mẫu thân ngũ nhạc quân chủ chết rồi a à, dạ minh kinh hô một tiếng vương gia cũng chết a à, đông môn mộng kinh hô một tiếng ngay cả thái tử đều đã chết a à, dạ minh cùng đông môn mộng cùng một chỗ kinh hô nhưng mà căn bản không phải con làm mà là một tên thích khác thực lực rất mạnh vọt vào giết quân chủ còn bảo con chạy mau quá khinh người dạ côn vừa nghĩ tới câu nói kia toàn thân liền khó chịu hiện tại trên dưới ngũ nhạc đều nói con giết ba người hơn nữa còn chạy chiến tranh vô phương ngăn cản con còn phải cổng nội để đợi bọn họ tại thái kinh rất nguy hiểm con muốn trước khi tin tức truyền đến Thái Kinh dẫn bọn họ rời đi Dạ Minh trầm giọng nói ra chờ một chút Cha Con phải đợi cái gì Là con chủ quan Trong lòng dạ côn rất tự trách Sờ sót khinh thường của mình khiến cả nhà đều phải chạy trốn Đông môn mộng cho một nụ cười an ủi côn côn Nghe cha con Đừng có gấp mẫu thân Gặp phải loại chuyện này Càng phải phải tỉnh táo Biết không Dạ Minh dạy Nhi tử học cách bình tĩnh, con ca còn quá trẻ, con đường trưởng thành còn rất dài, sự tình cần phải từ từ học tập, đừng phải chuyện như thế, dạ con cũng rất nóng nảy, nghe cha nói thế, dạ con hít một hơi thật sâu, xem như giữ được bình tĩnh, dạ Minh chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói ra, nếu như chiến tranh không thể tránh né, chúng ta càng thêm không thể rời khỏi nơi này.